giá USD ngân hàng cao nhất 2 năm. Tỷ giá trung tâm được ngân hàng nhà nước công bố tiếp tục tăng 20 đồng lên 23.281 đồng. Với biên độ 3%, tỷ giá USD trên VND tại các ngân hàng thương mại không thấp hơn giá sàn 22.582 đồng và không vượt quá 23.979 đồng. Giá USD tại các nhà băng sáng nay thay đổi không đáng kể so với cuối chiều qua, nhưng tăng 60 đồng chỉ trong 2 ngày, hiện vượt 23.700 đồng, mức cao nhất từ tháng 3 năm 2020. So với đầu năm, giá USD ngân hàng hiện tăng khoảng 3,5%. Cụ thể, giá USD tại Vietcombank lên mức kỷ lục 23.430 đến 23.740 đồng, tăng 60 đồng so với 2 ngày trước. BIDV cũng ít giá ở mức tương tự, 23.460 đến 23.740 đồng. Giá USD trên thị trường ngân hàng dâng lên sau động thái mới của ngân hàng nhà nước. Nhà điều hành phiên 7/9 nâng giá bán USD thêm 300 đồng lên 23.700 đồng và để chống giá mua. Đây cũng là lần thứ hai cơ quan này tăng giá bán USD trong 2 tháng qua.